thưa quý vị mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng tự cò sinh năm 1951 ngụ tại phường 14 quận phú nhuận tp hcm về hành vi dã man này chỉ vì mâu thuẫn đất đai đối tượng này nhẫn tâm sát hại hai vợ chồng cháu ruột Trước đó ngày 15 tháng 3 năm 2024, công an huyện Gò Dầu Tây Ninh nhận tin báo từ người dân trên địa bàn xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà DTN sinh năm 1960 đã tử vong và chồng bà N là ông LVP sinh năm 1960 cùng ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị thương tích nặng, còn đối tượng gây án đã bỏ trốn. Công an huyện Gò Dầu cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án để lại để truy tìm. Sau hơn một ngày điều tra, lực lượng công an Tây Ninh xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thế Hùng đang trốn ở Cần Thơ. Lực lượng cảnh sát điều tra công an Tây Ninh phối hợp công an huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ bố trí lực lượng bắt giữ Hùng đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra tại cơ quan công an hùng khai do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình hùng đến nhà gửi cháu ruột là bà dtn để giải quyết khi đến nơi hùng thấy bà n ở nhà một mình liền dùng búa tấn công vào người làm bà tử vong sau đó hùng chờ chồng bà n là ông lvp đi công việc trở về nhà tiếp tục dùng dao tác động khiến ông p thường tích nặng ông p bỏ chạy ra trước sân nhà kêu cứu hùng đuổi theo nhưng thấy người dân xung quanh chạy đến sợ bị phát hiện nên hùng lê xe máy bỏ trốn về cần thơ đến khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ theo thông tin nhận được từ phía gia đình, chị Đỗ Thị Định sinh năm 1982 trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên đã tử vong vào tối 18 tháng 11 sau gần 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Chị Định là một trong bốn người bị bỏng sau vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở xã Trung Hòa ngày 30 tháng 10 vừa qua gây xôn xao dư luận. Chị Định đã được người thân đưa về quê để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Hình ảnh được dân mạng chia sẻ sáng 20 tháng 10 cho thấy đám tang của chị Định đã được tổ chức. Nhiều bà con hàng xóm người thân cũng đến tiễn đưa chị Định về nơi an nghỉ cuối cùng sau những gì đã xảy ra vô cùng kinh hoàng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đừng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà có hành động sai trái để rồi gây hậu quả không thể chấp nhận được và nguy hiểm. Trước đó, theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30 tháng 10, ba người con gái đã mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đê ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền phòng khách. thấy vậy, người mẹ liền ra sức can ngăn con gái, nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đê và ba người con gái sinh năm 1982, 1988 và 1990 bị bỏng. Sau đó cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tài sản thiệt hại trong cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hương Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Gia đình có dấu hiệu của tội sát hại người nên công an địa phương tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Bà Đê, người mẹ bị các con gái mang sang đốt nhà cũng đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, tiên lượng rất nặng. Bà Đê cũng chưa biết tin con gái cả đã tử vong. Như vậy, trong số 3 con gái mang sang đốt nhà mẹ đẻ ở Hương Yên thì người con gái cả đã qua đời. Còn người mẹ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Dẫu biết tội lỗi mà ba người con này gây ra cho mẹ mình là không thể tha thứ, nhưng có lẽ đây vẫn là một cái kết quá đau lòng cho một gia đình từng êm ấm. Câu chuyện về ba người con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về giá trị đạo đức, đạo hiếu. Và chính những người trong cuộc sau nhiều ngày cũng lên tiếng về vụ việc xảy ra trong gia đình sau khi vụ việc xảy ra thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện yên mỹ phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành khởi tố vụ án để điều tra điều đáng nói sau vụ việc này nhiều đứa trẻ có mẹ gây ra hành vi phạm tội đang rất khổ tâm và tổn thương đặc biệt khi những thông tin không đẹp lan truyền trên mạng cùng những lời bàn tán của người dân xung quanh khiến trái tim của trẻ thêm bị sát muối nêu quan điểm của vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng dưới góc độ pháp lý thì ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật người đó phải chịu trách nhiệm không có chuyện cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà con cái phải chịu hậu quả tuy nhiên thực tiễn cho thấy rất nhiều trường hợp cha mẹ bị xử lý hình sự khiến những đứa con bơ vơ bị kỳ thị bị phân biệt đối xử theo quy định của pháp luật thì một cá nhân đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự. Việc xử lý hình sự của cá nhân vi phạm không đồng nghĩa với việc những người thân của họ sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Theo luật sư Cường về nguyên tắc thì cha làm cha chịu, con làm con chịu. Chỉ có trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là người chưa thành niên thì cha mẹ liên đới chịu trách nhiệm, còn cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cha mẹ phải tự chịu, trừ trường hợp cha mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp một người bị mất năng lực hành vi dân sự mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến tài sản của người khác thì người giám hộ, người đại diện sẽ phải thay mặt thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Luật sư Cường cho hay, nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng những đứa trẻ sống trong gia đình có bố mẹ vi phạm pháp luật sẽ là những đứa trẻ hư không ra gì, rất nhiều bậc phụ huynh đã ngăn cản con cái mình khi biết con chơi thân thiết với các bạn mà có cha mẹ đi tù. Đây là vấn đề đạo đức xã hội, là văn hóa giao tiếp ứng xử của nhiều người. Từ thực tế đó, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, với những đứa trẻ có cha mẹ đang bị xử lý hình sự thì những người thân trong gia đình, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ, đặc biệt là hỗ trợ về mặt tâm lý. Với những trẻ em đang học tập ở môi trường học đường thì giáo viên phải kịp thời nắm bắt tâm lý tư tưởng, kịp thời động viên và hỗ trợ các em vượt qua những biến cố trong gia đình. Cũng theo luật sư Cường quá trình hành nghề luật sư ông đã gặp rất nhiều trường hợp những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có người cha hoặc người mẹ đi cải tạo, cha mẹ nghiện ngập hoặc gia đình bất hòa, khó khăn về kinh tế thì bản thân những đứa trẻ đó thường tự ti, thu mình và tủi thân về hoàn cảnh của gia đình. Những đứa trẻ đó bị dồn nén về tâm lý, chịu đựng sự xa lánh rẻ biểu của xã hội nên rất dễ nổi cáu, có những phản ứng tự vệ thái quá. Bởi vậy khi bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bị trêu chọc thì những đứa trẻ đó rất dễ mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến thực hiện hành vi tấn công trở lại một cách điên cuồng để tự vệ dẫn đến sự việc đôi khi trở nên nghiêm trọng. Bởi vậy, việc phân biệt đối xử kỳ thị đối với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự luật sư cho rằng đó là hành vi rất đáng trách, đáng lên án thậm chí là đáng xấu hổ điểm phân biệt đối xử kỳ thị với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự đó là hành vi thiếu văn minh thiếu tình người và đó là những ngọn lửa nhỏ có thể trở thành đám lửa lớn để thiêu dụi tâm hồn cảm xúc và tương lai của những đứa trẻ người lớn làm nên tội phải chịu trách nhiệm với hành vi mình gây ra tuy nhiên con trẻ không có tội không nên phải chịu những lời nói khó nghe bàn tán xung quanh mình Hy vọng những đứa trẻ trong vụ việc ba con gái đốt nhà mẹ sẽ nhận được sự quan tâm và đối xử công bằng từ xã hội để các em phát triển trong môi trường văn minh, tốt đẹp, không phải mang nhiều tổn thương vì hoàn cảnh của mình. Ngày 10 tháng 1, Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang tích cực điều trị cho bốn bệnh nhân bị bỏng sau hỏa hoạn ba con gái mang sang đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, gây xôn xao dư luận vài ngày vừa qua. Cụ thể trong 4 bệnh nhân thì ba nạn nhân có tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Đáng chú ý trong đó có bà Vũ Thị Đê, 61 tuổi, là người mẹ tiên lượng nặng nhất, bị bỏng trên 60%, hai người con gái bị bỏng trên 30%, người con gái còn lại bị bỏng 5%. Anh Nguyễn Văn Tê, 36 tuổi, con rể bà Đê cho biết, vụ việc xảy ra bất ngờ khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh Tê không nghĩ vợ mình cùng các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ. Những ngày vừa qua anh phải chạy ngược xuôi lo tiền chạy chữa, chăm sóc cho vợ mình. Vợ anh là Đỗ Thị Đê, 34 tuổi, người được cho là đã phóng hỏa gây cháy nhà. Theo anh Tê, vợ chồng anh đã ly thân được khoảng 6 năm nay nhưng chưa ra tòa làm thủ tục ly dị. Hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái. Vì gia đình vợ tranh chấp đất cát, anh không hề hay biết chuyện. Anh Tê nhớ lại, Nhà mẹ vợ tôi xây nhà mới từ năm 2020, tôi cũng không biết. Chuyện tranh chấp đất tôi lại càng không biết. Ngày 30 tháng 10 tôi đi làm, sự việc xảy ra từ 9 giờ sáng, nhưng đến chiều xem qua Facebook tôi mới ngỡ ngàng. Khi ấy tôi thấy hình ảnh một người bỏng nặng thì nhận ra đó là mẹ vợ mình. Đọc thông tin ba con gái đốt nhà mẹ, tôi liền nghĩ thôi, dở rồi. Anh Tê cố xem các hình ảnh thì thấy một người bị cuốn chăn, anh không biết có phải vợ mình hay không ngay sau đó anh tê xin nghỉ việc về qua nhà vợ thì lúc này mọi người cho biết các nạn nhân đều đã được chuyển thẳng lên viện bỏng quốc gia anh tê cùng hai người anh và em rể bắt ô tô lên sau anh tê nói Lúc đó tôi rất sợ vợ mình không qua khỏi Vì dù đã ly thân nhiều năm Nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai con mình Và mình vẫn quan tâm Cô ấy đã khóc lóc nó hối hận Vì xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Bên cạnh đó tội bất hiếu là tội lớn nhất của mỗi người con Tuy nhiên chúng tôi đã có khoảng thời gian 6 năm sống cùng nhau Nên tôi biết tính vợ mình không xấu Nhưng tâm lý dễ bị kích động Khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài khó cải tạo. Ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng rất dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua. Chăm vợ ở viện được vài ngày nhưng do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con nên anh Tê đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng một ngày. Còn anh thì hàng ngày vẫn cố gắng thu xếp ngược xuôi công việc lo tiền chạy chữa cho chị Đề. Anh Đê cho rằng, trên mạng xã hội không ít người đã quá nặng nề bàn tán mọi việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi. Anh cho rằng, lỗi lầm của vợ cũng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho pháp luật, nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất. Anh Tê nói thêm, khổ tâm nhất vẫn là con của mình, chúng nó không làm gì sai lầm, tội lỗi của mẹ như sợ sau này bị người đời chỉ trích. Chắc chắn còn nhiều năm nữa các con tôi không được mẹ ở cạnh, con không đủ tình thương của mẹ và bố, sao vui vẻ bằng đứa trẻ khác. Ngoài ra thiên hạ nhòm ngó dèm pha chắc chắn có, mặc dù các con không tội lỗi gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tội ai người ấy chịu. Con trẻ không có tội, bố mẹ làm sai thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đừng làm tổn thương các cháu thôi. Cũng trao đổi về vụ việc, anh Hát, chồng Đỗ Thị Đê, sinh năm 1990 cũng cho biết, nếu như biết trước tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.